Con gái Mai Phương nói câu xúc động ngày sinh nhật Bảo Mẫu. Lắng nghe lời chúc ngây thơ nhưng đầy cảm động của La Vi, Bảo Mẫu không khỏi nghẹn ngào. Mới đây, trên trang cá nhân Pi Châu, Bảo Mẫu con gái của diễn viên Mai Phương đăng tải đoạn clip ngắn về bé La Vi. Cụ thể, trong ngày sinh nhật của Bảo Mẫu, con gái Mai Phương đã gửi lời chúc tới người chăm sóc mình suốt thời gian qua. Con chúc dì tuổi mới đừng già nữa, con không muốn dì xa con, La Vi nói. Lắng nghe lời chúc ngây thơ nhưng đầy cảm động của nhóc Tì, Bảo Mẫu không khỏi nghẹn ngào. Dì đâu có xa con đâu, dì vẫn luôn ở bên cạnh con mà. Đoạn clip nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Có thể thấy, dù còn khá nhỏ nhưng dường như La Vi đã cảm nhận được sự mất mát về người thân sau khi mẹ qua đời. Việc La Vi không mong thấy Bảo Mẫu già đi hẳn là vì sợ sự xa cách. Bé La Vi tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như, sinh năm 2013, là con gái của diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Tháng 3 năm 2020, Mai Phương trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Từ khi mẹ qua đời, La Vi được hai bảo mẫu thay nhau chăm sóc, chờ ngày bố ruột Phùng Ngọc Huy đón qua Mỹ đoàn tụ. Bé La Vi hiện được hai bảo mẫu chăm sóc, chờ ngày bố đón qua Mỹ đoàn tụ. La Vi cũng nhận được sự quan tâm từ người chị thân thiết của mẹ, MC Ốc Thanh Vân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.